Xin chào anh chị em thể thao nha. Hôm nay mình sẽ xin chào anh chị em thể thao nha. Hôm nay mình sẽ mở lớp học review cái loại mask real mask này. Bị dâu nha các bạn. Ok, bây giờ sẽ mở ra luôn. Bữa thì mình cũng có một cái clip review rồi. Đây nè, các bạn xem ở đây nha. Rồi thì cái mình nói sơ sơ lại xíu thì nó cho mình 1080 calo một serving một ngày. Bịch này thì 5.4 kg, cho 50g protein, 22 serving, 22 lần dùng một ngày, tức là cái số liều dùng nó khá là cao. Cái này là cái điểm mạnh của nó. Rồi nó gồm có những cái loại cáp phức hợp. Lượng đường trong này thì 15g đường. 15g đường cũng không có nhiều các bạn ơi. Tại vì ở đây nếu mà 12g đường đúng không? 12g đường thì 15g đường. Mỗi ngày 15g đường thì nhân cho 22 thì nó chỉ có khoảng đâu đó 15. Khoảng đâu đó 300g đường thôi, không có nhiều. Còn số loại mát nó tới 40g đường, nó rất là nhiều. Và nói chung là lượng đường này thì không có quá nhiều nha các bạn. Rồi protein thì nó cũng như những loại khác. Năm mấy 50, 60, 40 gì đó thôi. Khoảng đâu đó nhưng mà 50 là chấp nhận được. Loại này là chính hãng của Muscle. Mình sẽ khui luôn nha. Mình chuẩn bị trước cái này nó nói bao nhiêu ta. Ngày 4 muỗng thì mình sẽ uống 4 lần. Thì một lần mình sẽ pha với lại 350 lít nước. Nhưng mà mask thì nó hơi khó tan, cho mình thử trước cái loại nước này nguội nguội á, nước không có quá lạnh. Rồi mình sẽ cắt từ bên này nè. Mình chừa cái túi zip lại, cái túi zip ở đây đúng không? Cắt ở đây. Cách dùng của nó thì đó, mình cứ cắt ngang ra ngay chỗ cái trên cái túi zip á. Nhưng mà cắt cẩn thận, coi chừng cắt luôn cái túi zip thì nó sẽ bị hư luôn. Thì rồi đó, vậy là nó đã mất cái seal. Đó thì bịch này bị dâu. Thì cách dùng của nó như thế nào? Ngày 4 muỗng là một serving của nó, một ngày 4 muỗng cho mình 1080 calo hỗ trợ cho mình. Còn ví dụ như ai mà gầy á, đúng không? Cái là lại dành cho người gầy. Thì người gầy thì sẽ cái lượng calo cần thiết của họ khoảng đâu đó 2000 gì đó, thì mình nạp khoảng 2700 calo một ngày, nó sẽ dư ra dư 500 calo, dư 600 calo một ngày. Thì sau nhiều ngày khoảng 7000 calo thì nó sẽ tăng 1 kg. Cái túi zip ở đây mình sẽ xé ra. Vậy là một ngày uống 4 muỗng. Ồ, cái bọt rất là mềm các bạn ơi. Đây, loại bọt của nó đây, cho bạn coi nha. Đó, cái muỗng của nó đâu đây. Rồi không thấy cái muỗng luôn. Lấy cái đũa móc ra, cái hương rất là ngào ngạt các bạn ơi. Mình sẽ đi mấy cái muỗng. À, cái muỗng. Ồ, cái muỗng nó giống y chang như cái muỗng của Super Heal các bạn, cái mask Super Heal này nè. Đó, cái muỗng nó bằng luôn. Rồi, giờ mình sẽ múc ra thử nha. Cái này nó có công nghệ cáp 10 cho nên là loại cáp của nó là hấp thu chậm, cũng khó tăng mỡ lắm các bạn. Đây, sẽ pha một muỗng như vậy nha. Vào. Ngày 4 muỗng. Tại mình vừa cầm vừa quay á, mình không thay cảm xíu nè. Đó, cái lưng bọt của nó. Xong, nó hơi đổ ra ngoài xíu nhưng mà không sao. Rồi, bây giờ mình sẽ đẩy nó lại. Rồi, nó đẩy xong. Bây giờ mình lắc nó. Để nó cái kệ cho mình lắc nó nha.
lắng đó. Nước này nó không có lòng các bạn, cho nên mình dự kiến nó sẽ khá là dễ tan. Bây giờ mình sẽ sau 3-4 lần lắc mình sẽ rót ra cái ly. Đó, thấy cái ly đúng không? Sẽ rót ra thử nha, coi cái nước nó như thế nào. Nó giống như cái loại whey Rowan mà vị dâu vậy đó. Rồi, mình uống thử nha. Rất ngon các bạn ơi. Trời, sợ mát mà làm ngon dữ ta. Làm ngon các bạn ơi. À, nó chứ nó không có quá ngọt, nó cứ như vị nó không có quá ngọt bạn ơi, nó giống như sô cô la, nó giống như sữa của bé Hà Lan mà vị, hoặc là cái vị whey Rowan mà vị dâu mà nó dễ tan nữa, nó sấm nó tan hết luôn rồi. Không còn cái gì luôn á. Dễ tan nha, mà mình thấy nó ngon chứ nó không có gắt gắt mà. Ngon á. Không có gắt như là những cái mask, không có bợn bợn giống như những cái mask khác. Nói chung cái loại này mình thấy nó dễ uống như quay à, y chang như quay luôn. Mùi thì giống y chang của đấy Hà Lan bị dâu, hoặc là quay Rowan bị dâu á.